Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh AnhMin Audio. Cuối tập trước, sau khi bị lão tổ của Đại Càn Vương Triều gây khó dễ, thì ba người Hắc Nô liền bị tên chấp sự của thiên cơ các tước đi danh ngạch tiến vào thiên ma bí cảnh. Thấy tên chấp sự này tước đoạt danh ngạch vô lý như vậy, thì Hắc Nô liền cãi lại ngay. Nhưng mà nghe Hắc Nô nói lải nhải như thế, thì tên chấp sự này liền vung tay lên nói: "Các ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí." Mà ở bên trong quảng trường, Lưu Thái thấy biến cố này thì liền quay sang hỏi Tần Trần, xem hiện tại nên làm thế nào. Về phía Tần Trần, mặc dù hiện tại xảy ra chuyện như thế, nhưng nhìn hắn cũng không có chút lo lắng nào, thế rồi hắn liền hướng Hắc Nô nói: "Ba người các ngươi cứ tiến vào đi, Trần Đế Các là thông qua con đường chính quy mà đạt được hạ đẳng danh ngạch, cũng không phải là lão già kia há mồm phun phân nói giả là giả được." Mà nghe Tần Trần nói vậy, lão tổ Đinh Thiên Thu trên người liền nở rộ sắc cơ, hướng về đám người Tần Trần áp bách đến. Thấy thế, Thượng Quan Lộc bèn đứng ra hòa giải, hắn nói thiên ma bí cảnh sắp mở ra, tốt nhất mọi người không nên lỗ mãng. Lúc này, thấy lão tổ của Đại Càn Vương Triều đã động sát tâm với Tần Trần, vì thế để lấy lòng Đinh Thiên Thu, nên tên chấp sự của thiên cơ các trực tiếp xuất thủ, với ý đồ muốn đánh bay ba người Hắc Nô ra ngoài. Nhưng mà bàn tay của hắn còn chưa chạm được vào người Hắc Nô, thì một vị trung niên nữ tử không biết bằng cách nào liền xuất hiện trước mặt hắn, rồi ngay sau đó là một cái tát giòn tan liền hôn lên má hắn. Thế là thân hình tên chấp sự này liền bay ngược ra ngoài, ngã lăn trên đất, trong miệng liền phun ra một ngụm máu. Kế tiếp đó có một giọng nói vang lên: "Ai dám động đến thế lực mà Dược Vương Viên ta tiến cử?" Rồi Dược Vương Viên chủ hướng Thượng Quan Lộc nói: "Trần Đế Các là do lão thân tiến cử thành hạ đẳng thế lực, mà người của thiên cơ các cũng đã đồng ý thông qua, nhưng bây giờ lại không cho bọn họ tiến nhập thiên ma bí cảnh là thế nào?" Bị Dược Vương Viên chủ hỏi tội như thế, thì Thượng Quan Lộc liền nói: "Viên chủ đại nhân, thật ra chuyện này còn có ẩn tin khác." Nghe vậy, Dược Vương Viên chủ liền hướng ba người Hắc Nô nói: "Các ngươi vào trước đi, ta muốn nhìn xem thế lực do Dược Vương Viên ta tiến cử thì ai dám ngăn cản." Lúc này, lão tổ Đinh Thiên Thu đột nhiên lên tiếng nói: "Dược Vương Viên chủ, ngươi đừng có quá phận như thế. Vừa rồi Trần Đế Các vi phạm quy định của thiên cơ các, sớm tiến nhập trong quảng trường, nên bị thiên cơ các ngăn lại thì có gì sai?" Nghe Đinh Thiên Thu nói vậy, Dược Vương Viên chủ nhìn hắn cười đểu một cái rồi nói: "Đinh lão quỷ, các chủ Thượng Quan Lộc còn chưa lên tiếng, thế mà ngươi lại ở đó nói nhảm cái gì thế? Mà coi như bọn họ có tiến vào sớm thì làm sao? Chẳng lẽ thế lực mà ta tiến cử, ngay cả tư cách tiến vào trong quảng trường cũng không có sao?" Nghe Dược Vương Viên chủ nói vậy, thì Ly Thương lão tổ của Đại Ly Vương Triều cũng lên tiếng nói: "Các thế lực muốn tiến vào trong thiên ma bí cảnh thì đều phải tuân thủ quy tắc của thiên cơ các, sao có thể vì là thế lực do ngươi tiến cử mà có thể ngang nhiên làm trái được?" Thấy tên Ly Thương này đột nhiên lên tiếng như vậy, Dược Vương Viên chủ cười lạnh nói: "Ly lão quỷ, lần trước ngươi bị ta giáo huấn còn chưa đủ sao, chẳng lẽ lại muốn nếm thêm một lần nữa sao?" Vừa nghe được lời này của Dược Vương Viên chủ, trong con ngươi của Ly Thương đột nhiên lóe lên một tia lãnh mang, rồi lão nói: "Đấy là do trước kia ta sơ suất mà thôi, nếu lần nữa giao thủ thì chưa chắc ngươi đã chiếm được thượng phong. Với lại hiện tại ta cũng chỉ là bàn công việc, chứ không giống như ngươi, đã ngang ngược lại còn không thích nói đạo lý." Nghe được lời này của Ly Thương, Dược Vương Viên chủ cười nhẹ một cái rồi nhìn về phía Bảy Đại Vương Triều nói: "Dược Vương Viên của ta ở Triều Thiên Thành danh tiếng cũng không nhỏ, thế nên đối với thiên ma bí cảnh lần này cũng có hứng thú. Vì thế xin các vị cho ra 10 cái danh ngạch cho Vũ Vương và 50 cái danh ngạch cho đám thiên tài trẻ tuổi, yêu cầu của ta như thế cũng không quá phận chứ." Ngay khi Dược Vương Viên chủ vừa nói ra lời này, liền khiến cho mấy lão tổ của Bảy Đại Vương Triều sắc mặt đại biến, rồi cả đám đều không hẹn mà hướng ánh mắt về phía Đinh Thiên Thu. Mà Đinh Thiên Thu thấy vậy thì sắc mặt liền trở nên khó coi, không dám nói thêm lời nào nữa. Rồi sau đó, mấy lão tổ này mỗi người một câu, lên tiếng trấn an lại Dược Vương Viên chủ. Mà dưới sự trấn an của mấy lão tổ, thì Dược Vương Viên chủ cũng không yêu cầu 60 cái danh ngạch nữa, mà lão bà này lại quay sang Đinh Thiên Thu bằng lãnh nói: "Đinh lão quỷ, ta cảnh cáo ngươi, nếu ở trong thiên ma bí cảnh mà ngươi dám động vào đám người của Đại Uy Vương Triều, thì đến khi đó ta sẽ đem Đại Càn Vương Triều của ngươi nhổ tận gốc." Đúng lúc này, Thượng Quan Lộc đột nhiên lên tiếng nói: "Các vị chú ý, hiện tại đã đến giờ thiên ma bí cảnh mở." Theo đó, ở phía chân trời, từng cổ khí tức âm u dần dần phát tán, rồi một mảnh không gian cổ xưa như ẩn như hiện dần dần hiện lên trước mắt mọi người. Ngay sau đó, là một đạo thất thải quang trụ từ vùng không gian kia xuyên thấu đi ra. Mà vừa nhìn thấy đạo thất thải quang trụ kia, thì Thượng Quan Lộc đột nhiên biến sắc, rồi hắn liền kinh hãi hô lên: Không đúng, sao lần này thông đạo của thiên ma bí cảnh mở ra lại bé hơn mọi khi? Rồi ngay sau đó, trong tay Thượng Quan Lộc liền xuất hiện một cái thiên cơ bàn. Khi cái kim trên thiên cơ bàn này rung chuyển vài lần rồi dừng lại, thì sắc mặt của Thượng Quan Lộc liền trở nên trắng bệch, rồi hắn lẩm bẩm nói, không có khả năng, điều này là không thể. Trông thấy biểu hiện này của Thượng Quan Lộc, mấy lão tổ của bảy đại vương triều liền lên tiếng hỏi, Thượng Quan Lộc, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà khi nghe thấy mấy lão tổ này hỏi, Thượng Quan Lộc liền nói, khoảng chừng 18 năm trước, thiên ma bí cảnh đã bị người khác mở ra, vì thế lần này mở ra do năng lượng không đủ, nên thông đạo truyền tống chỉ mở được 80% so với lúc bình thường thôi. Nghe thế, lão tổ Lý Huyền của Đại Đường Vương Triều liền hỏi, người nói thông đạo chỉ có mở ra được 80% là có ý gì? Thượng Quan Lộc nghe vậy thì sắc mặt khó coi nói, thông đạo chỉ mở ra có 80%, đồng nghĩa với việc chỉ có 80% số người ở đây có thể tiến vào được thôi, nếu quá số lượng này thì thiên ma bí cảnh lập tức sẽ sinh ra bài xích. Mà lời này vừa được nói ra, liền khiến cho đám người trên quảng trường trực tiếp sôi trào hẳn lên. Thấy quảng trường náo động như thế, Thượng Quan Lộc liền hét lên trấn an, nhưng cũng không giải quyết được gì. Mà mấy lão tổ của bảy đại vương triều cũng không có quan tâm đến tràng cảnh náo động trên quảng trường, mà trực tiếp bảo Thượng Quan Lộc nhanh chóng mở ra bí cảnh. Ngay khi thông đạo vừa được mở ra, thì mấy tên lão tổ này liền nói, căn cứ vào đẳng cấp thế lực lần lượt tiến vào thông đạo, hiện tại bắt đầu từ thượng đẳng vương triều trước. Mà vừa nghe thấy lời này, khiến cả đám vũ vương của hạ đẳng thế lực đều tức giận. Trong đó, có một tên vũ vương do không kiềm chế được cảm xúc của mình nên lớn tiếng nói, dựa vào cái gì mà để cho hạ đẳng thế lực chúng ta chịu mấy cái danh ngạch tổn thất này. Nhưng mà ngay khi tên vũ vương này vừa dứt lời, thì đã bị Đinh Thiên Thu đánh cho nổ tan xác, đến nỗi còn chưa kịp hô lên lời nào thì đã ngõm rồi. Xử lý xong tên này, Đinh Thiên Thu liền nói, dựa vào cái gì ư? Thế vậy để ta nói cho các ngươi biết, là dựa vào cái này, như thế đã được chưa? Đinh Thiên Thu vừa nói ra lời này, liền làm cho đám võ giả lập tức an tĩnh lại, mặc dù là rất tức giận, nhưng mà cũng không có tên nào dám lên tiếng như vừa rồi nữa. Thế là ngay sau đó, đám người của bảy đại vương triều đều nhanh chóng tiến vào trong thông đạo. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm ở trong thiên địa từ bốn phương tám hướng truyền đến nói, dựa vào cái gì mà bảy đại vương triều muốn đi vào trước, như thế thì chúng ta gian khổ tranh đoạt danh ngạch chỉ để cho bọn chúng chiếm tiện nghi thôi sao? Nếu cứ như thế này, thì sớm muộn chúng ta cũng trở thành con chó của bảy đại vương triều mà thôi. Với lại chúng ta có rất nhiều vũ vương, nên cũng không cần phải sợ bảy đại vương triều. Không bằng chúng ta liều mạng một lần tiến vào trong thiên ma bí cảnh. Đến lúc đó, nếu có cơ duyên đột phá võ hoàng, thì cũng không cần phải để bảy đại vương triều vào mắt nữa. Lời này vừa nói xong, liền khiến cả đám võ giả trên sân đều kích động. Thế là vô số võ giả liền hướng phía thông đạo điên cuồng lao đến. Thấy cả đám võ giả điên cuồng lao đến như vậy, Thượng Quan Lộc liền mở ra trận pháp trên quảng trường. Thế là cả đám võ giả đang điên cuồng bay tới đây, như động phải một tấm màn chắn vô hình nào đó, rồi cả đám đều bị đánh bay ngược về sau. Nhưng mà đúng lúc này, ở trong đám võ giả, có một tên mặc áo choàng đen đột nhiên lao ra. Sau đó hắn dùng sức xé một cái, lập tức tấm màn chắn kia liền bị xé rách ra một lỗ thủng. Do bị xé ra một lỗ thủng, nên trận pháp này rất nhanh bị yếu đi, thế là xung quanh trận pháp càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều lỗ thủng nữa. Thế là nhân cơ hội đó, cả đám võ giả đều tranh nhau chen chúc xông vào. Về phía đám người của Đại Uy Vương Triều, dưới sự chỉ dẫn của Tần Trần, cả đám cũng tìm được chỗ yếu kém nhất của thông đạo để tiến vào. Mà hành động này của đám người Tần Trần đã bị Đinh Thiên Thu chú ý từ lâu, thế là hắn âm thầm đánh ra một quyền về phía đám người Tần Trần. Nhưng không may cho Đinh Thiên Thu là công kích của hắn lại bị Dược Vương Viên Chủ ngăn lại. Rồi sau đó, Dược Vương Viên Chủ cũng vung tay lên đánh ra một chưởng về phía đám đệ tử của Đại Càn Vương Triều, rồi lớn tiếng nói, Đinh lão quỷ, ta cũng trả lại ngươi một kích cho đầy đủ lễ nghĩa. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo nhé.